xăm chữ kín người như cuộc mộ trùng ma. Lối trang điểm phủ chữ tượng hình, ký tự tâm linh kín khuôn mặt, cánh tay trong phim Esuma, cuộc mộ trùng ma trở thành trào lưu, được nhiều tín đồ make up hưởng ứng. Esuma, cuộc mộ trùng ma trở thành phim điện ảnh hàng ăn khách nhất lịch sử rạp Việt. Không chỉ tạo ra cơn sốt trong lĩnh vực phim ảnh, tác phẩm này còn tác động tới ngành thời trang. Kiểu trang điểm viết chữ lên mặt lấy cảm hứng từ bộ phim nhanh chóng trở thành xu hướng, thu hút các tín đồ make up ứng dụng, thử nghiệm. Người đứng sau kiểu make up đầy chữ trên khuôn mặt, cánh tay này là chuyên gia trang điểm và làm tóc Lee Eun-joo. Chuyên gia này cũng là người phụ trách tạo hình cho các nhân vật trong phim điện ảnh Trên Tàu Busan, Chuyến Tàu Sinh Tử, 2016, Thirst, Cơn Khát, 2009, và Lady Vengeance, Quý Cô Báo Thù, 2005. Thường xuyên xây dựng những tạo hình khó trong các tác phẩm điện ảnh kinh dị, Lee Eun-joo tiếp tục hoàn thành tốt vai trò trang điểm, làm tóc cho các diễn viên phim Esuma, Cuộc Mộ Trùng Ma. Nghệ sĩ make-up này thành công tạo ra một xu hướng trang điểm ấn tượng, thu hút nhiều người tham gia sáng tạo. Dẫn đầu trào lưu này, Na tái hiện hình ảnh Pháp Sư Bông Diên, do diễn viên Lee Yo-hyun thủ vai. Với sự trợ giúp của Kong Mae Duy, anh viết chữ lên cơ thể, tạo thành những hình xăm giả. Hình ảnh hai bắp tay kín chữ giúp tạo hình của Na trở nên độc đáo, ấn tượng, góp phần biến hình tượng nhân vật trong phim Esuma, Cuộc Mộ Trùng Ma thành xu hướng mới. Tương tự, các tín đồ trang điểm nữ cũng nhanh chóng nắm bắt trào lưu này. Huyền My Lê cũng viết chữ, vẽ các biểu tượng huyền bí lên kín đôi tay, tạo thành những hình xăm giả. Các ký tự được vẽ tay tỉ mỉ, tạo ấn tượng, đem đến sự tò mò cho người đối diện. Một số nhà sáng tạo nội dung còn thực hiện video hướng dẫn cách thức tạo ra những hình xăm chữ tượng hình giả này. Tùy vào mức độ khéo tay, ý đồ riêng, người thực hiện theo trào lưu này có thể viết chữ lớn, nhỏ, sắp xếp vị trí theo hàng lối hoặc tùy hứng. Nhìn chung, các tín đồ theo đuổi xu hướng trang điểm Esuma chỉ cần đem đến thành quả là những dòng chữ dọc chi chít, phủ kín cánh tay, tạo cảm giác kỳ bí, đáng sợ. Không chỉ tái hiện hình ảnh nhân vật Bông Jin, các tín đồ make up còn mô phỏng hình tượng Pháp Sư Hoa Rim do diễn viên Kim Go Eun thủ vai. Diễn viên Kim Go Eun xuất hiện với gương mặt kín chữ trong một số cảnh phim, để lại ấn tượng với khán giả. Che kín mặt bằng những dòng chữ mang thông điệp tâm linh, Kim Go Eun thu hút người xem nhờ đôi mắt thần thái. Diễn xuất hút hồn. Để cosplay nhân vật Hoa Rim, khán giả viết chữ trực tiếp lên mặt thay vì cánh tay. Một số nhà sáng tạo nội dung, cosplay sử dụng bút dạ, Aileen viết những dòng chữ tượng hình nhỏ, phủ kín gương mặt. Những người thực hiện vẫn trang điểm mắt, môi như bình thường, bổ sung chữ lên trán, má, mũi, cằm và cổ. Toàn bộ make-up lúc nhanh chóng trở nên ấn tượng nhờ chi tiết ký tự viết tay nổi bật. Với gương mặt kín chữ, các tín đồ trang điểm thường truyền tải tinh thần bí ẩn, ma mị, thể hiện sự sáng tạo với các yếu tố tâm linh. Phim Esuma, Cuộc Mộ Trùng Ma không phải tác phẩm điện ảnh đầu tiên lăng xê lối trang điểm này. Trước đó, kiểu make-up phủ chữ tượng hình kín mặt cũng được ứng dụng trong Incantino, Chú Nguyền, 2022. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.